Hello cả nhà, em lên một con đồng hồ Ý nha, Amborio Armani. Đó, size 38 chưa nấm, càng là 50, thép đúc nha. Đẹp keng luôn, thép đúc. Rất là nặng tay luôn nha. Nhưng mà tiếc là con này tay có 17.5 đổ về. Chắc phải tay 17 là đeo là hợp lý nhất đó. Đó, con này giá thị trường giá cũ thôi cũng đã 1 triệu mấy rồi nha. Đó, kim cọc là số là mã. Đẹp keng. Chạy ba kim đó, có kim rốn gốc 6 giờ. Đó, tay em 17 nha cả nhà, đeo là vừa thoải mái luôn á. Đó, em bán chỉ vài trăm mà giá thị trường cũ hồi đã 1 triệu mấy đó. Đây, nấm rin, khóa bướm, thép đúc. Rất là đẹp luôn nha, bóng loáng luôn, đẹp keng. Nó dính bụi thôi chứ không có gì hết. Hàng có sao em tải vậy nha. Còn đẹp lắm nha cả nhà. Mặt đen bao công, kim cọc bán. Mời cả nhà nha.